Rồi để cộng trung vào, cầm hai cộng trung cộng trong cộng hòa. Chúng ta sẽ sử dụng cái ngón giữa này kẹp vô ngón trỏ, kẹp nó vô, rồi kéo nó ra, kéo nó ra rồi xỏ. Sau khi ra xong cái ngón này là xỏ ngón này vô, ập lên và thả ngón giữa ra, lúc nó sẽ ra. Rồi các bạn làm nhanh lên, nó sẽ ra. Rồi làm chậm lại nè, kéo lại, kẹp lại, kéo nó ra, rồi xỏ nó vô, ập lên, lúc ập lên thì thả ngón giữa ra, cộng tung nó sẽ bung ra và giữa nó ra. Rồi chọn làm nhanh lại. Tiếp theo là hai cộng tung biến thành một cộng, thì chúng ta sẽ sử dụng một cộng chứ không phải là hai cộng. Rồi chúng ta lấy một cộng, chúng ta bắt nó vô, nhìn giống như là hai cộng, chúng ta nhìn giống như hai cộng nhưng thực tế nó chỉ có một cộng thôi. Chúng ta bỏ nó vô trong, rồi rút nó lên, bỏ lên. Rồi cái cách bỏ cộng tung vô, đầu tiên cái tay đây nắm cái này, kéo cộng thun ra, xoay lại, ập lên, cái con cái xỏ vô đây, móc cộng thun này, như vậy là xong. Và lúc đó nó sẽ giống như là hai cộng, rồi đưa qua đưa lại, rồi lên, rồi rút nó ra, rồi làm lại, móc cái cộng thun này ra, xoay lại lên đây, xỏ xuống dưới đây. Móc cái cộng đó, như vậy là sao, kéo ra. Diễn lại cái đó nó đi, chỉ đi.